Đây là bãi chim thứ hai và KT là người đẩy đường giữa này, tiếp tục có giao tranh giữa hai người trên sân. Fury lùi về một nhịp kích hoạt dư chấn lên và giờ Fury anh chàng bị làm choáng. Và Leona của Tahi đang tới và ngay lập tức thì Fury phải lùi về đường giữa. Có chiến công đầu dành cho KT. Sứ giả khe nứt là mục tiêu bên phía của Sơn Lốt, họ đang muốn tập trung đi chung với nhau. Đây phải là thôi. Có vẻ như là cơ hội, tôi nghĩ rằng nó là cuối cùng. Thực sự là khó, nếu không đánh thì là khoai. Và Tahi hất tung chỉ trúng một người bởi Sogan sẽ phải lùi về một nhịp. Nhưng tạm thời thì Viking cũng không vội vàng là gì cả. Đường trên có đánh nhau, sứ thả được kéo ra. Và Nanoe tiếp tục bị gõ. Nanoe ta bị làm chậm tốc biến về Pool. Solo kill. Cuối cùng thì con Nasus của Pool cũng đã lên tiếng ở trong ván đấu này. Và khu vực sông cũng đang có đánh nhau, hỏa dư yêu triệu đến từ Sogun nhưng không cứu được đồng đội của mình. Và đó là Maokai của Yuri lên bản đến số. Sogun vẫn tiếp tục húc thẳng vào người của Tahi và anh ta gỡ được một mạng, nhưng sau đó anh ta phải tốc biến đi thôi. Vì thân khuyển của Pool bắt đầu di chuyển xuống và anh ta đang có một cái tốc biến trên người để xem là tình huống giao tranh 3v4 của Viking Sport sẽ như thế nào đấy. Thành Trừng có sát thương đến từ KT và ngay lập tức Meliodas đặt lên bản đếm số và tốc biến lên đến từ vị trí của BE để có thể dứt điểm đến Shawan. Vẫn là một tình huống trao đổi có lời cho bên phía Viking Sport. Viking Sport họ vẫn có lời về mạng ở pha trao đổi vừa rồi. Đây là một tình huống 3-4 nhưng rõ ràng Viking Sport với lợi thế về đồ, với lợi thế về sức mạnh đến từ một con Senna cùng với cả On ở vị trí phía sau, và từ đó thì họ lấy luôn mạng của Meliodas cùng với cả anh chàng Vinchaban kia. Mặc dù thì vẫn có những sự gỡ gạc cho bên phía của Sabre Sport, nhưng liệu rằng một mạng dành cho Pool nó có đủ để anh ta thực hiện một con Nasus đẩy lẻ với áp lực nhiều hơn nữa hay không? Một pha bủa vây đến từ bộ ba bên phía của Sabre Sport nhắm tới một Nanoe người không còn phép bổ trợ tốc biến. Có BE ở đây và có thêm cả dịch chuyển đến từ On của Shogun nữa. Tai đang là người bị kẹt lại phía sau và anh ta sẽ nhận rất nhiều sát thương, và có vẻ như Sabre Sport sẽ bỏ anh ta. Sẽ bỏ anh chàng này thôi, bởi vì lao vào hơi sâu, một cú dịch chuyển khá là chí mạng. Con rồng tiếp theo chuẩn bị xuất hiện, 23 giây nữa nó sẽ có mặt ở trên bản đồ. Và thời điểm này Sabre họ đang muốn tìm được ra con khu vực hàng rồng. Nhưng đánh nhau thì Viking Esports họ không hề ngán. Liệu rằng có một pha mở trước hay không khi bộ đôi Tai và Meliodas đã là những người di chuyển ra sông trước, nhưng họ lại không có những chủ lực đứng kế bên. Và vì vậy có mở họ cũng sẽ không có sát thương. Họ quyết định là tiết kiệm tài nguyên lại để đánh một pha giao tranh all-in ở tại thời điểm họ vẫn đang thua khá là nhiều về mặt trang bị. Một pha chủ động lao lên với cấp độ 12 đến từ Shogun nhưng anh ta mất máu là khá nhiều. Anh ta cố gắng rút ra, anh ta bị dính một tình huống vô la băng hàn và anh ta nằm xuống với mạng shutdown dành cho Slowzy. Nhưng Kennen của Nanoe tiếp cận với bão sấm sét và anh ta có sát thương. Maokai của Guri lại là người có được double kill. Phía bên này thì Pool đang quẩy. Pool có mạng của KT nhưng sau đó anh ta đang bị kẹt lại. Anh ta bị đánh tay liên tục bởi vị trí BE. BE chưa có sát thương dứt điểm. Tốc biến lên bổ quy và mạng double kill dành cho Slowzy. Triple kill dành cho Slowzy. Nhưng sau đó thì anh ta cũng phải nằm xuống với sát thương cuối cùng thuộc về Guri. Tình huống solo 1v1 giữa BE và Pool. Pool hết máu, Pool đang bị nhấp nhả thả diều liên tục. BE đánh tay gãy từ nhà đến trường. Và sát thương của anh ta liệu rằng có đủ hay không đây? Hụt máu lại đến từ Pool. Nhấp nhả liên tục và một chấm máu. BE chưa có đủ sát thương, anh ta thanh tẩy, anh ta cố gắng dí theo nhưng cũng không đủ sát thương. Và đây là một pha giao tranh 4 đổi 4 đến từ cả hai team. Hiện tại Tahi đang tới rồi, Tahi đang muốn tìm vào người của BE. Một tình huống 4 đổi 4 cũng là thành công bởi Sabre rồi. Nhưng đó là một tình huống 4 đổi 4 mà thôi, rồng chưa ăn đến từ cả hai team. Và ở tại con rồng nguyên tố này thì những phép bổ trợ tốc biến của cả hai bên cũng sẽ bị thiếu đi một vài cái. Đang là một tình huống dịch chuyển đến từ Nasus của Pool và anh ta sẽ đáp xuống với khoảng chừng hơn 300 quy, 372 quy. Anh ta có chiều cuối, hỏa dương hiệu triệu đẩy thẳng vào người của Pool cho tình huống này. Rồng đã thuộc về bên phía Viking Sport, pha bọc sau đến từ Kennen nhưng Kennen AD không có nhiều sát thương với cú chiều cuối của mình. Tốc biến hất tung tốt đến từ Shogun và sau đó sát thương tuyến sau đến từ hai xạ thủ của Viking Sport bắt đầu lên tiếng. Hạt thông nổ đến từ Meliodas rất mù mắt và anh ta nằm xuống chung với hai thành viên của Sabre Sports khác, và đó là một tình huống 1-3 tới từ Naoe. Lần này thì Viking họ đã làm tốt hơn trong việc vô hiệu hóa sức mạnh của một con Nasus rồi. Từ đó thì Pool nằm xuống rất nhanh và anh ta không làm được nhiều điều. Một quyết định ăn Baron sớm đến từ bên phía của Viking Esports. Sabre Esports có thông tin Meliodas cũng còn trừng phạt và vì vậy Viking Esports muốn mở. Hỏa dương hiệu triệu nhắm thẳng vào người của Slowzy, dính thêm cú ràng buộc hắc ám soi dọi và tất cả mọi thứ bồi vào đến từ bộ đội đường dưới của Viking Esports, khiến cho xạ thủ của Sabre Esports không kịp ú ớ gì cả vì anh ta chẳng có bất kỳ phép bổ trợ nào. Không có thanh tẩy cũng không có tốc biến và Slowzy nằm xuống ngay lập tức. Viking bây giờ họ tổ chức tấn công Baron. Pool đang chạy tới nhưng đây là một con Nasus. Nếu như bằng người thì đã khó chơi rồi. Thiếu người này Sabre họ không thể nào tìm được ra một tình huống tiến ra khu vực hàng Baron này. Và Meliodas với con bài Sejoni đang bị vô hiệu. BE cũng cẩn thận đến mức này ta tốc biến về nữa. Baron đã có rồi, Thanh Trừng tung ra. Ui, lưới thiên nhiên tung ra nó cực kỳ đẹp. Pool thấp báo, Pool nằm xuống. Bao sấm sét lần này cũng đẹp cầm kém. KT đang bắn và từng thành viên của Sabre họ nằm xuống rồi. BE đang ngăn cản một con Sejoni này và Baron dành cho Viking. Chờ xem là họ sẽ dùng con Baron đầu tiên này để kết thúc bàn đấu như thế nào mà thôi.
Đúng là như vậy, bởi vì cái ván thi đấu này đã tuột khỏi tầm tay rồi. Bây giờ có Hỏa Dương Hiệu Triệu tung ra, đang có Thất Tùng Vi Chơi Oan sự không thở nổi, còn cái quyền lực thiên nhiên đang dư kìa. Và ngay lập tức có Hắc Ám soi rọi, Slowzy đang tiếp tục bị làm chậm, người ta lết về những cái trụ này thì không thể nào bảo vệ được. Viking họ đang tràn lên và họ sẽ có luôn cái nhà lính ở đường giữa này. Đồng ý là cánh trên của Viking rất khỏe, nhưng mà bộ đôi đường dưới của họ cũng đang đóng góp rất là tốt ở ván này. Sẽ có những pha mà họ hạ của đối phương ở khoảng cách cả một cái màn hình. Cụ thể thì trước đó Slowzy bị bắt ở khu vực đường giữa, mất Baron. Vừa rồi thì là Richard One cũng bị bắt một kịch bản tương tự. Và đây là một tình huống bật chiêu cuối đến từ Pool, quay người trở lại tấn công Nanoe. Bộ là băng hàn thành công nhưng sát thương đến từ Pool có vẻ sẽ là chưa đủ. Anh ta bị hất tung liên tục, anh ta cố dướn để có cái bàn của Pool và sau đó lên bảng đếm số. Sau đó tuyến sau thì KT đang bắn thẳng vào người của Slowzy. Slowzy nằm xuống, Tahi và Meliodas, những người không có sát thương cũng đã lần lượt lên bảng đếm số với double kill dành cho Bie, triple kill dành cho Bie. Ván đấu kết thúc sau hơn 25 phút. Một ván thi đấu rất dễ dàng bởi Viking Sport họ đã triển khai đúng với chất tướng của mình, đúng với đội hình của mình, và hơn nữa thì họ đã có giai đoạn đi lên được đánh giá là nhỉnh hơn hẳn so với đối phương. Và họ sẽ kết thúc ván thi đấu này. Richard One sẽ là mục tiêu tiếp theo, quét sạch dành cho Viking. Một ván thi đấu mà gần như họ đã snowball hoàn hảo. Một ván đấu thực sự rất là hủy diệt đến từ bên phía của Viking Sport. Cũng phải có lời khen cho Pool với các bạn Nasus, mà anh ta cũng đã có được một pha solo kill và có được những tình huống quẩy giao tranh cũng rất tốt, nhưng một con Nasus ở khu vực đường trên là không đủ. Khi phần còn lại của Stray Sport, ngay từ khâu đi đường chúng ta đã cảm nhận được sự chênh lệch đến từ cả hai bên. Đúng là như vậy, thực sự thì ván thi đấu này không cần phải làm gì nhiều đến từ anh chàng Guri, bởi vì những cái người chơi đi đường của họ đã bây giờ sẽ là thời điểm mà ba con sâu xuất hiện. KT đã cấp độ 6 rồi. Meldas bây giờ muốn tiếp cận ba con sâu ngay lập tức bị ôm và thanh trừng là nằm xuống ngay lập tức. Không còn tốc biến và Meldas đúng là một mục tiêu rất mỏng, có thể sẽ bị nhắm tới. Bie có một pha di chuyển ra khu vực đứng giữa. Anh ta cấp độ 4. Có thêm chiêu cuối của Nanoe tứ bề thọ địch và đó là một tình quyết định chọn Meliodas là mục tiêu tấn công. Trụ bắn KT nhưng anh ta lại còn tốc biến thanh trừng ngược trở lại. Richard mất máu là quá nhiều, anh ta phải tốc biến nhưng vẫn phải lên bảng. Hai mạng dành cho Viking Esports. Tốc biến bắt choáng thành công đối phương dưới trụ. Tahi không đủ sát thương vì anh ta không đẩy thiêu đốt vào à. Đó là một tình huống băng trụ thành công đến từ Viking. Thực ra Viking họ nhắm vào người của Meliodas trước cơ. Nhưng hình như có vẻ như là sát thương dồn vào người của Richard One cùng cả Meliodas là đồng thời cùng một lúc luôn. Bây giờ Guri đang đi thẳng vào rừng đối phương, có sự hỗ trợ đến từ KT nữa. KT đã có thanh trừ trên người rồi. Để xem Guri có lùi về đấy không. Hất tung thành công, hất tung tiếp đến từ Tahi. Tiếp tục đặt mạnh chúng ba thành viên của đối phương. Ngay lập tức Sprout họ đã có được một điểm rồi. Bụi cây kỳ dị tung ra, tiếp tục hất tung vào người của Bie. Quá nhiều hất tung được sử dụng thanh trừ để khiến cho Tahi phải lùi về một nhịp. Và Viking Sport họ thất bại trong việc xâm lăng rừng đối phương. Meliodas không có chiêu cuối, không có tốc biến, đang muốn chạy lên đường trên này và đang tiếp cận người của Nanoe. Rồi đang muốn tiếp tục làm chậm, chói chính xác rồi, nhảy lên đến từ Pool. Một boomerang tung ra, mạng dành cho Pool. Mạng dành cho Pool với sự hỗ trợ cần thiết đến từ Meliodas ở một con TF không còn nhiều máu, không còn phép bổ trợ, không có chiêu cuối. Ô địch mạnh đứng trên chiêu cuối. Không có tốc biến, có giày thủy ngân nhưng Na Tí Nị và Pool có vẻ là không đủ khả năng chống chịu mạng, thậm chí còn được nhường lại dành cho Nanoe. Quá tuyệt vời, một cái mạng này, một mạng rất quan trọng để giúp cho Nanoe có thể lên những món trang bị lớn và hơn nữa có được điểm kinh nghiệm này, ta tiếp tục đẩy lẻ về giai đoạn sau. Nhưng tiến ra khu vực hàng rồng là quá muộn màng. Hơn nữa thì Sogan cũng đã có tàu kiếm, KT cũng đã có được gươm suy vong rồi. Nên là bên phía của Sabot họ chỉ có cách là đẩy lên đường trên mà thôi. Băng trụ rồi, băng trụ với 4 người và cả sứ giả nữa. Chiêu cuối đa khổng lồ thành công đến từ Pool, nhiều không chế trông vào khiến cho Nanoe không thể tỉnh nổi. Mã hạ gục đã thuộc về cho Richard One cùng với sứ giả họ, thậm chí có thể suy nghĩ câu chuyện là tấn công luôn cả vào trụ 2 của Viking. Đây là cái top mạnh nhất rồi, 4 người được tập trung lên đường trên để cho Ash là người phòng thủ ở đường giữa mà thôi. Và bây giờ Sabot họ đang muốn đẩy thêm một nhịp nữa, nhịp này là nhịp khá là nguy hiểm, họ bung ra hơi nhiều chiêu cuối ở pha thi đấu vừa rồi. Nanoe đã có quyết định dùng cú chiêu cuối lấy tầm nhìn và lên khu đường trên tiếp tục gia tăng thêm các chỉ số farm. Và đây là một tiếng mà Slowzy mất máu quá nhiều, anh ta vừa mất tốc biến vừa phải lên bảng đếm số với mạng hạ gục dành cho Sogan. Đó là một quyết định tấn công đến từ phía Viking Esports. Họ đầu tư hai phép bổ trợ của Sogan để có cái mạng vừa rồi, chứ chưa mất chiêu cuối của Guri nha. Nanoe có được trụ một khu vực đường trên của Sabre Sport, còn người trở lại cánh dưới thì Richard cũng có được trụ. Đây là pha tốc biến combo, tốc biến chiêu cuối ngồi vào quá nhiều hướng khống chế. KT có tốc biến nhưng không thể tỉnh nổi. Đúng là như vậy, xử lý thực sự là dứt khoát đến từ Sabre. Họ tung ra hai tốc biến, ba tốc biến một cách gần như là cùng một lúc luôn để khóa chặt KT ở pha thi đấu vừa rồi. Nhưng ở thời điểm con rồng tiếp theo thì không có tốc biến, không có chiêu cuối thì Sabre có đánh hay không? Ra pha này pha mà nếu như mà Sabre họ dồn như thế này có thể là họ lỗ chứ không lời đâu. Thực ra tôi nghĩ rằng là nếu như mà tôi đánh xạ thủ ấy thì tôi rất sợ mấy cái chiêu cuối đó. Nhưng bây giờ chiêu cuối nó không còn nữa thì cái áp lực
sẽ là cực kỳ ít lên người của KT cũng như Sogan của Naname nữa. Bây giờ thì Sunrush họ đang muốn tấn công cái dòng này, có phải hết sức cẩn thận với những tình huống phản công. Pool đã mất ý tưởng tốc biến từ trước đó rồi. Dòng đã được tấn công đến từ Sunrush. Bây giờ thì Yone trong tay của Lee Chae-wan đang tới. Anh chàng này phải lùi nhưng quyền lực tự nhiên tung ra nó rất là đẹp ở pha thi đấu này. Bia đang tới, Tahi đập giữa vào người đối phương. Anh chàng thấp máu ở thanh trừng tung ra rất nhiều sát thương. Bây giờ Na lao vào hất tung hai người. Bia thấp máu giật đoạt mạnh được sử dụng Lee Chae-wan. Lee Chae-wan có được một điểm hạ gục. Như anh chàng này đã bị bắn và anh chàng này đã làm lên bản số rồi. Slowzy cố gắng chạy. Meliodas cũng là như vậy, định mệnh bọc sau đến từ Naname. Anh ta có đại bác rồi. Tiếp tục làm choáng vào Meliodas. Tiếp tục là những pha lao vào đến từ Viking. Viking Esports có pha giao chạy thành công. Một con rồng phải trả giá quá đắt đến từ bên phía của Sunrush Esports. Và mặc dù họ khởi đầu pha giao tranh đó cũng không phải là quá tệ đâu, nhưng rõ ràng là việc thiếu đi những cái tốc biến khiến cho đội hình của Sunrush Esports thực sự là quá khó để có thể giao tranh. Lên thêm một cái giác thiên thần hoặc là thêm một cái giác sô dành cho Naname nữa là anh chàng này cực kỳ tự tin trong những pha mà có thể tham gia. Thái dựa san đổ rồi. Tiếp tục thái dựa san tung ra, nhưng lần này Tahi đến hỗ trợ. Sogan lùi về một nhịp, quyền lực thiên nhiên để thả ra. Bie đang thấp máu nhưng người lên bản đồ số trước tiên đó là Lee Chae-wan. Bie cố gắng lết về, anh ta lết được hay không? Anh ta lết thành công được. Nhưng Slowzy cùng với cả Meliodas có thể sẽ là người gặp hiểm. Pool không có dạng nộ đẹp. Trồi Don đã thả ra, Slowzy cố gắng lùi về. Viking nhấp nhả, họ đang muốn lấy con Baron. Liệu rằng bên phía của Sunrush Esports sẽ quyết định như thế nào tại con Baron này đây, khi mà sát thương ăn Baron của Viking Esports với ba xạ thủ là có thừa và bắt buộc phải đánh mà thôi, không thể bỏ được. Pool sẽ phải di chuyển ra với một con Na khổng lồ và anh ta phải là người đi đầu. Nhưng liệu rằng Na khổng lồ có phải là một sức chống chịu đủ tốt dành cho Pool hay không, khi anh ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều sát thương. Và quyết định lên từ bên phía của Sunrush Esports là bỏ. Họ không nhìn thấy mặt Baron trong tình huống này. Họ đang cố gắng gỡ chung một khu đường giữa với 6 sầu, nhưng lượng sát thương tới từ Slowzy liệu rằng có đủ hay không, anh ta không dám dướn, vì nếu dướn anh ta có thể bị mở. Viking họ đã càn lên, Pool đã hết dạng nộ rồi, định mệnh được sử dụng. Họ đang chọn có thể sẽ là Meliodas bay vàng ném. Naname đang cố gắng nhấp nhả một nhịp và Sogan đang bắn quá đau ở đối phương. Slowzy tới, Slowzy không solo được cái trang đây. Naname một bài vàng, đủ sát thương. Slowzy nằm xuống, Pool đang tới, Pool cố gắng kết leo từ trên đường trên đối phương. Hất tung rất đẹp đến từ một con Alistar. Nhưng bây giờ Yone lao vào không có quá nhiều tác dụng. Meliodas bị giữ chân lại, thanh chưa được sử dụng. Sogan tấp biến qua tường, không phải đó là anh ta nhảy qua tường. Và Pool thấp máu, Pool dính sát thương KT và Pool gục ngã. Liên tục là những tình huống chủ động đánh đến từ bên phía của Viking Esports. Đầu tiên là họ bắt lẻ được Richard và sau đó tiến tới với Baron. Sau Baron họ lại tiếp tục đánh tiếp với khả năng bọc sau đến từ một Tinkerfet còn cú định mệnh của Naname. Như vậy là Viking bây giờ họ đang muốn để cái nỗi đau của đối phương thêm dài rồi. Bắt đầu sẽ hướng tới những đồ thủ. Sogan đã có huyết kiếm, hướng tới một cái giáp tinh thần đến từ Naname. Và Guri đang luồn ra vị trí sau, quyền lực thiên nhiên được sử dụng rồi. Slowzy không có tốc biến, này ta có thanh tẩy mà thôi. Bị giữ chân lại quá lâu và Naname là người có được điểm ở cuộc. Tahi đang bị thả diều đến từ KT. Thanh trừng được sử dụng bởi KT, rất nhiều sát thương bồi vào. Tiếp tục đặt cây ra, tốc biến bởi Guri. Tahi nằm xuống, KT là người có được điểm hạ gục. Và ngay lập tức thì Viking họ đang muốn tận dụng bùa lợi Baron để đẩy lên ở đường giữa và đường trên. Và Sunrush bây giờ họ đang muốn tiến ra khu đường giữa này bởi vì họ cũng không có con đường nào để mà đi nữa. Đã bay tiết được sử dụng không chính xác. Tốc biến mở luôn, BM mở rất sông sáo. Chiêu cuối Zyra trong tay của Meliodas đã khép góc rất tốt. Tiến sau của bên phía Viking nhưng KT vẫn đang bắn được. Anh ta bị hất tung bởi Q3, anh ta dính chặt đoạt mệnh. Và sau đó thì anh ta vẫn sống sót với một chấm máu. Anh ta đang bị đẩy thiêu đốt. Sát thương thiêu đốt là có đủ hay không? Nó vậy là không đủ rồi. Sau đó là Shogun đã tới để bắt đầu vét mạng. Mạng của Richard đã có. Naname cũng không cần phải với cái bài vàng vào làm gì cả, vì Shogun đã làm quá tốt với những phát bắn thần bí của mình. Hai mạng dành cho Viking Esports và họ đang sẵn sàng để có thể kết thúc ván đấu. KT đang ở một vị trí rất xa, không có di chuyển, do đó thì sẽ chỉ là 4 thành viên này mà thôi. Nhưng có lính siêu cấp đây, bài vàng ném ra cấu máu Tahi. Tahi mất đi tốc biến rồi. Con xe, con giữ lỗ một người là lính siêu cấp này, nó sẽ bị nằm xuống ngay lập tức thôi. Nhưng có một con lính siêu cấp tới, lao vào tiếp tục bài vàng hất tung thành công. Leona rất trâu bên này, Sogan đang bắn và Bie cố gắng lùi ra khỏi trụ. Đây là hai trụ liền, tiếp tục là một bài vàng ném thẳng mặt Pool. Nhưng sát thương của trụ là không hề xem thường một chút nào cả. Bên phía của Viking họ chờ lính siêu cấp đẩy vào. Họ đang nhắm tới một cái trụ bảo vệ nhà chính. Bây giờ mới có dịch chuyển tới đấy từ KT. Và hiện tại thì Viking đã có một trụ rồi. Tay thấp bóng Pool cũng là như vậy. Pool đang có dạng nộ nhưng không dám lao vào. Và có thể ra là chiến thắng. Bây giờ mới lao vào hất tung đẹp. Tiếp tục là hất tung đến từ Pool. Họ có phòng thủ đấy không? Sắt đao một tiền dành cho Lee Chae-wan. Lee Chae-wan bị choáng. Tiếp tục bắn đến từ Naname. Bên phía của Sunrush họ tạm thời phòng thủ thành công. BE đang bị làm chậm. BE phải quy sinh ở pha thi đấu này. Triple kill dành cho Lee Chae-wan và tạm thời ván thi đấu vẫn chưa kết thúc. Lúc này thì sẽ có một con rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu có mặt trên bản đồ. Đại băng tiễn từ xa, nó có vẻ là chú và Naname vẫn còn tốc biến sát thương đến từ Pool. Nó có vẻ sẽ là đủ mà thôi. Mạng shutdown dành cho Pool. Liên tục là những màn gục với mạng thứ tư liên tục dành cho bên phía của Sunrush Esports. KT được solo dòng, tốc độ con dòng có vẻ như là không đủ. Anh chàng lên dù đen là món chuẩn bị lớn thứ ba.
sẽ không có bùng nổ sát thương lên con rồng này. Và hiện tại thì Subrut họ sẽ hướng tới con rồng mà họ có để tránh việc là đối phương có thể sẽ có 4 rồng nếu như ván thi đấu này kéo dài. Có bùa lại Baron, lính siêu cấp thì áp lực hai bên cánh nữa. Bây giờ thì những con xe nó đã, con xe đang nhổ liên tiếp, cùng ngày sáng tung ra, không trúng ai cả. Subrut né tốt, nhưng Viking họ đang đẩy một tốc độ rất nhanh. Và những cái trụ này thì đang bị bầu máu liên tục. Thái dựa xa tung ra, quyền lực thiên nhiên thả bên cánh khá khó chịu nha. Chói chúng hai thành viên, chói chúng hình như ba thành viên thì phải. Viking đã có trụ rồi, lao vào từ BE. Thanh trừng được sử dụng nhưng được chắn rồi. BE lao vào hơi sâu, BE bị tấn công, BE tấp máu. Và chiêu cuối ra đã thả ra cực kỳ đẹp, đặt bệnh cũng là như vậy. Vì chọn bời vài ta chém liên tiếp vào gương. Wow. Sogan gục ngã tể ta là không ngừng bỏ cuộc bên phía của Viking. Họ đã mất đi ba thành viên rồi. Chưa thể kết thúc ván đấu đến từ bên phía Viking Esports với tiếp tục là một nỗ lực phòng ngự cực kỳ đáng khen của thần khuyển Super Esports. Họ vừa có một tình huống phòng ngự và chưa cho bên phía của Viking Esports chạm vào cánh nhà chính của mình ở trong tình huống vừa rồi. Hai đường lính siêu cấp dành cho bên phía Viking Esports, họ đang bắt đầu đánh chậm để tránh những tình huống sai lầm trước đó. Như vậy là đây tạo ra thế sân bay rồi. Nó sẽ có giúp cho bên phía của Viking tạo ra sức ép ở cả ba cánh khác nhau với bùa lợi Baron cùng với cả lính siêu cấp. Nếu quyền lực thiên nhiên thả ra góc này tương đối đẹp đến từ Guri, giữ chân được khá nhiều thành viên. Thái dựa sát tiếp tục tung ra hất tung Tahi nhưng lao vào đồng đội không theo được. Rejuan bơi vào, Rejuan lần này bị vô hiệu hóa rồi, ta bắt buộc phải lùi về. Chiêu cuối của Miras cũng không có nhiều tác dụng nữa. Pool cố gắng để anh chàng dướn lên nhưng anh chàng bị đẩy lui rồi. Miras đang bị gây sát thương, bài vàng tung ra lâu gì dính rất nhiều tất biến về thanh trừ được sử dụng. Lần này thì bên phía Subrut họ lao lên đoạt mệnh tu ra chúng mọi người. Nào này thấp máu rồi nhưng không cần những điểm hạ gục. Viking Esports kết thúc ván thi đấu thứ hai này với tỷ số là 2-0. Một chiến thắng với tỷ số 2-0 để đảm bảo chắc chắn vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng sau ngày thi đấu hôm nay của Viking Esports, bất chấp là kết quả của cặp trận thi đấu thứ hai giữa Gam Esports và MB có là kết quả như thế nào đấy chăng nữa. Một ván đấu mà phải có lời khen cho bên phía của Subrut Esports với những tuyển thủ trẻ, họ có tinh thần thi đấu rất là quyết tâm. Mặc dù là một ván đấu bị chênh lệch nhiều nhưng họ vẫn cố gắng để thi đấu và giữ lại hy vọng của họ. Tuy nhiên cách biệt là quá lớn và Viking Esports sau những sai lầm trong việc kết thúc ván đấu hơi vội, họ đã rút kinh nghiệm tốt, họ đã có được một tình huống triển khai.